thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thị Bình, kính thưa các vị đại diện cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, các tổ chức tình nghĩa trong ngoài địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, các bậc thông gia, liên gia, anh em nội ngoại gần xa của gia đình tam chủ, thưa toàn thể nhân dân xa gần. Cụ Trịnh Thị Té, sinh năm 1942, sinh trú quán tại thôn Trà Hồi, xã Thị Bình, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cụ là thành viên hợp tác xã kinh doanh dịch vụ xã Thị Bình, hội viên hội người cao tuổi. Sau một thời gian năm bệnh, mặc dù cụ đã được anh em, con cháu nội ngoại tộc dốc lòng chăm sóc thuốc thang, bà con lối xóm ân cần thăm hỏi động viên, nhưng do tuổi cao, bệnh chồng cũng không qua khỏi, đã tạm thế tại gia đình vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2018, tức ngày 19 tháng 10 âm lịch, thọ 77 tuổi. Lễ thân niệm cụ Trịnh Thị Té được ban tổ chức, gia đình và nhà sư chủ trì chùa Trà Hồi tiến hành vào 13 giờ 30 phút cùng ngày sau lễ tập tiệc là lễ viếng. Kính thưa toàn thể nhân dân, từ khi cụ đau yếu và mất đi cho tới giờ phút này, ban tổ chức và gia đình đã nhận được rất nhiều các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, các bậc thông gia, niên gia, anh em nội ngoại, các tổ chức chính trị, các tổ chức tình nghĩa và toàn thể nhân dân đến hỏi thăm, chia buồn và phúc viếng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, tôi xin chân thành gửi tới các quý vị đã đến và có mặt trong buổi tang lễ này lời cảm ơn chân thành sâu sắc. Kính thưa toàn thể nhân dân, để tiễn biệt hồn cụ Trịnh Thị Té, các vị đại diện cho đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Thị Bình do ông Lại Văn Đường, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã làm trưởng đoàn vào thắp hương tưởng niệm, xin trân trọng được kính mời. Ban chấp hành hội người cao tuổi xã Thị Bình và ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn Trà Hồi do ông Phan Văn Thanh, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã làm trưởng đoàn và thắp hương tưởng niệm, xin trân trọng được kính mời. Giới thiệu ban công tác mặt trận, ban lãnh đạo thôn, đại diện các cán bộ và nhân dân thôn Trà Hồi, ông Trịnh Bí Chấp, trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng đoàn và thắp hương tưởng niệm, xin trân trọng được kính mời. Thưa toàn thể nhân dân, để tiễn biệt thưa hồn cụ về cõi thiên hàng, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Quý Chấp, trưởng ban tang lễ, nên đọc lời chia buồn, xin trân trọng được kính mời. Toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy để ban tang lễ có đôi lời kính biệt. Kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương,
Thưa các quý khách cùng toàn thể nhân dân, cụ Trịnh Thị Bé sinh ngày 1 tháng 1 năm 1942 tại thôn Trà Hồi, xã Thị Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sinh ra và lớn lên trên quê hương của truyền thống cách mạng. Con bé được bố mẹ bảo ban, bản thân ngoan ngoãn hiền lành, lớn lên xây dựng gia đình. Chồng phụ là người cùng xóm cùng làng, cùng cảnh làng quê sớm hôm bất luận đồng, vượt lên bao khó khăn về với nhà chồng. Cụ đã sớm hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt để rồi làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người con cháu trong gia đình dòng họ Nguyễn ngành văn. Được anh em con cháu trong gia đình dòng họ quý mến, là vợ chồng hai cụ gắn bó với nhau chung vai gánh vác việc gia đình. Với bản chất thân cụ chịu khó, cụ đã cùng chồng tích cực tham gia sản xuất, bí lúa trồng màu, nuôi con ăn học, tích cực chi viện một phần nước thực thực phẩm cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Từ đôi bàn tay với bao nghị lực, đến nay cuộc sống gia đình chưa giàu song cũng đủ no, đã tự lập được sức, được nhà, cuộc sống ổn định. Tuổi thanh xuân cũng tích cực tham gia nhân quân du kích, cán bộ hợp tác xã mua bán với công lao đóng góp của cụ, được nhà nước tặng thưởng một huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì. Cụ cũng rất mừng ba người con của cụ trưởng thành, nuôi dưỡng đều trưởng thành có cuộc sống riêng tư hạnh phúc. Đời cho cụ ba người con, hai trai một gái, cháu nội bằng 4, cháu ngoại bằng 2, chất nội bằng 2, một trai một gái, lần lượt tiến chồng và em lên đường giải phóng bảo vệ tổ quốc. Nước mắt cụ rất tự hào. Từ một ngày kia, nước mắt cụ đã chảy, cháu nội đau thương tiếp cụ ông về với tổ tiên. Hết giờ từ nay trên cõi đời này, người bạn đời của cụ không còn nữa, nên đau thương vượt lên tất cả. Vì nghị lực của một con người phụ nữ Việt Nam, cụ đã làm tốt tất cả, thờ chồng nuôi dạy con cháu, thờ cùng anh em liệt sĩ trong cuộc kháng chiến vẹn tròn. Kính thưa hương hồn cụ Trịnh Thị Bé, tạo hóa là vậy. Khi bên cạnh cụ có con có cháu thì cụ lâm bệnh tuổi già, cháu cụ nội ngoại chăm sóc thuốc thang trong tuổi cao sức kiệt. Đến 0:30 ngày 25 tháng 11 năm 2018 dương lịch, tức ngày 19 tháng 10 năm 2018 âm lịch, trái tim cụ đã ngừng đập. Vĩnh biệt chúng ta, vĩnh biệt có trần về với tổ tiên, để lại nỗi buồn đau niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình con cháu họ tộc nội ngoại và con sông nàng. Thôi thì sinh tử là quy luật của tạo hóa. Hôm nay giữa tiết trời đông sen ra sen lạnh, cụ cũng thanh thản nhẹ nhàng ra đi, thì cụ đã làm tròn bổn phận của mình đối với đời xã hội. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Trịnh Thị Bé nay không còn nữa, những hình ảnh và đức tính của cụ vẫn tồn lại trong chân nàng. Quý khách gần xa về cụ, một con người đã có những năm tháng tham gia kháng chiến, lao động gần cụ, có những năm tháng phục vụ chồng và em tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc vì niềm hạnh phúc của nhân dân. Một con người 77 năm gắn bó với thôn nàng đồng ruộng nay đã đi không còn nữa. Thế là từ nay thôn nàng ra đồng họ Nguyễn ngành văn mất đi một người thân, đoàn thể mất đi một hội viên tích cực, gia đình mất đi người mẹ, người bà, người cụ thân thương. Kính thưa hương hồn cụ Trịnh Thị Bé, giờ một âm nhân cách biệt đã đến, trước linh sàng của cụ trong ngàn khói hương thơm lan tỏa niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức ban ngành đoàn thể địa phương, từ xã thôn, quý khách cha gần của gia đình cùng toàn thể nhân dân trong phòng ngoài là có mặt tại đây thắp nén hương thơm chia sẻ nỗi mất mát đau thương này cùng gia đình tổ chức lễ tang đi điệu và những cơ vụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trước sự mất mát đau thương này, gia đình nén đau thương, giữ gìn sức khỏe, tạo lịch cuộc sống, thực hiện tiếp công việc của người đã khuất để lại. Một nữa thay mặt ban tang lễ, cán bộ và nhân dân có mặt hôm nay xin vĩnh biệt cụ Trịnh Thị Bé, người công dân của quê nhà, người hội viên của hội, người mẹ, người bà, người cụ của gia đình, chúc cụ về với đồng đất quê nhà thanh thản. Xin mọi người có mặt tại đây dành một tưởng niệm cụ Trịnh Thị Bé lần cuối cùng, lúc cụ
ra đi để chúng ta một mặc niệm được bắt đầu.